quay lên đấy. Đi lặn lên. Có thể đánh cái gì nữa. Tố nó mới thấy đẹp không? Nó đẹp quá. Em có chủ vừa chẳng hàng ngoại đây mà quấy cái hang đấy kìa. Em quấy cái hang này đây. Đi lặn lên. Có thể đánh cái gì nữa. Hang ngược hết. Chỉ đi ra khi 3 giờ em ạ. Nhưng mà hang ngược hết được ngập đến lưng ạ, đến chân rồi. Nên không là cứu được, hang thì mất nhiều. Thiệt hại ước. Thiệt hại hang thì đến hơn 100 triệu. Đi khó bài đóng trời nhiều. Sáng hôm nay dân mới biết người đi sớm nhất là 4 giờ rưỡi và người đi sau cùng là 6 giờ theo giờ đi chợ ra hàng hóa hoàn toàn mất trắng đến 70%.